Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm một cái mảnh ô vuông họa tiết như thế này. Đối với cái mảnh này thì các bạn có thể dùng để làm lốc ly nè, hoặc các bạn cũng có thể ghép lại nhiều mảnh vuông với nhau để làm thành một cái áo hoặc là làm thành một cái túi xách. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào thực hiện cái mảnh vuông như thế này nha. Vật dụng để các bạn cùng thực hiện là các bạn sẽ chuẩn bị cho mình ở đây là 4 màu sợi. 4 màu sợi này thì tùy theo kích thước của các bạn nha. Ở đây mình sẽ dùng cái phần nhụy này nè. Cái phần nhụy ở giữa này là mình dùng cái màu nâu nè. Tiếp theo, cái dòng thứ hai là mình dùng cái sợi màu kim tuyến này. Dòng thứ ba là mình dùng sợi màu đỏ. Và dòng cuối cùng là mình dùng cái sợi màu trắng. Kim móc thì kim móc ở đây là mình dùng kim móc đầu số 4. Kéo và kim khâu để chúng ta có thể dùng để giấu cái sợi. Rồi bây giờ chúng ta cùng bắt đầu thực hiện nhé. Rồi đầu tiên thì các bạn sẽ dùng cho mình cái cuộn sợi màu thứ nhất đi ha, mình gọi là màu thứ nhất đi. Còn các bạn thì các bạn tùy thích các bạn sẽ dùng cái màu sợi như thế nào là tùy thích các bạn phối nào nha. Đầu tiên các bạn sẽ lấy cho mình một vòng tròn ma thuật. Các bạn móc lên một bính. Và sau đó các bạn sẽ móc vào trong vòng tròn này cho mình là 8 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sau đó các bạn kéo sợi ra một chút. Rồi các bạn sẽ nắm cái phần đầu sợi còn lại nè. Các bạn siết chặt lại. Đây, siết cho cái vòng tròn của chúng ta khít lại như thế này. Rồi, tiếp tục. Cũng ở cái màu sợi thứ nhất này ha. Tiếp theo, các bạn sẽ thực hiện cho mình một mũi dời vào cái chân móc lên thứ nhất nè. Các bạn thực hiện vào đây cho mình một mũi dời. Rồi khi chúng ta thực hiện cái dòng tiếp theo, các bạn sẽ lưu ý là các bạn sẽ cặp cái sợi này vào trong cái phần chúng ta móc luôn nha. Chúng ta sẽ cặp cái phần sợi chỉ dương này nè. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ móc lên cho mình 2 bính. 1 2. Cũng trong cái vị trí này, các bạn sẽ móc tiếp cho mình 2 mũi móc kép vào đây. 1 2. Tiếp tục các bạn sẽ thực hiện vào những cái chân móc còn lại. Mỗi chân như vậy là các bạn sẽ thực hiện cho mình 2 mũi móc kép. Chân tiếp theo 2 mũi móc kép. 1 2 Chân tiếp theo 2 mũi móc kép. Chúng ta sẽ thực hiện như vậy 8 lần. Vậy sau khi mà chúng ta thực hiện xong cái vòng này thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 16 mũi móc kép. Các bạn thực hiện hết cái vòng này. Chân tiếp theo cũng 2 mũi móc kép chung một chân. 1 nè. 2. Chân tiếp theo 2 mũi móc kép chung một chân. 8 lần. Tức là 8 cái chân, mỗi chân 2 mũi móc kép, vậy thì chúng ta sẽ có 16 mũi móc kép. Này, 2 4 6 8 10 12 14 16. Chúng ta đã có 16 mũi móc kép rồi. Các bạn sẽ thực hiện cho mình một mũi dời vào cái chân móc kép đầu tiên nè. Một mũi dời vào đây. Các bạn thực hiện vào chân đầu tiên một mũi dời. Rồi, sau đó chúng ta sẽ lên một bính. Rồi các bạn kéo sợi ra một chút. Các bạn tiến hành cắt sợi. Chúng ta sẽ đổi sang cái màu sợi tiếp theo. Các bạn siết chặt một chút ha. Đây, chúng ta đã có cái phần nhụy rồi nè. Chúng ta sang cái màu sợi thứ hai. Ở đây là mình dùng cái màu sợi kim tuyến này ha. Rồi, các bạn sẽ tiến hành đâm vào cái vị trí nào trên cái vòng tròn này cũng được ha. Mình đâm ở vị trí này.
đan vào một cái chân móng nào cũng được hết. Sau đó các bạn sẽ tiến hành kéo cái phần sợi màu thứ cái màu sợi thứ hai vào, kéo cái màu sợi thứ hai vào trong cái chân móc mà chúng ta vừa đâm kim á. Rồi sau đó các bạn sẽ thực hiện cho mình lên hai bính, một bính nè, hai bính nè. Rồi tiếp tục ở trong vị trí cái chân này luôn, các bạn sẽ khi các bạn thực hiện thì các bạn sẽ kẹp cái phần chỉ dư này vào luôn nha. Rồi các bạn sẽ thực hiện vào đây cho mình chung ở trong cái chân này thêm một mũi kép nữa. Rồi tiếp tục các bạn lên cho mình một bính. Ở chân tiếp theo các bạn sẽ thực hiện cho mình hai mũi kép chung chân chung đầu, hai mũi kép chung chân chung đầu nè. Các bạn lấy sợi nè, bạn đâm vào chân nè, kéo sợi qua, đi qua một lần, rồi các bạn kéo lấy sợi đâm xuống chân, kéo sợi qua, đi qua hai vòng. Vì chúng ta đã có ba vòng ở trên kim rồi đúng chưa? Rồi các bạn sẽ kéo qua cho mình ba sợi luôn. Đây là chúng ta đã thực hiện hai cái mũi kép chung chân chung đầu á. Rồi sau đó các bạn sẽ tiếp tục lên cho mình một bính nữa. Rồi ở cái chân tiếp theo các bạn cũng thực hiện như vậy, là chúng ta sẽ thực hiện hai mũi kép chung chân chung đầu vào mỗi chân nè, một lần nè, hai lần, kéo qua ba sợi, móc lên một bính. Đó thì các bạn còn nhớ là ở cái vòng này mình có 16 cái chân, vậy thì ở đây các bạn sẽ thực hiện cho mình 16 cái cụm này, cho đủ 16 cái cụm nha. Mỗi một chân như vậy là hai mũi kép chung chân chung đầu. Móc lên một bính, lấy sợi lần thứ nhất nè, qua hai vòng, tiếp tục lấy sợi lần thứ hai, qua hai vòng tiếp theo, còn ba vòng trên kim, đi qua cả ba. Đó các bạn sẽ thực hiện như vậy luân phiên đủ 16 cụm cho mình, xong rồi lên một bính nè, khoảng cách giữa những cái cụm này là một bính. Cứ mỗi một chân như vậy là chúng ta sẽ thực hiện hai mũi kép chung chân chung đầu. Khoảng cách giữa mỗi một cụm như vậy là một mũi bính. Rồi các bạn sẽ thực hiện luân phiên cho đến hết cái vòng này nha. Rồi sau khi là các bạn đã có được 16 cụm, chỗ cái cụm cuối các bạn cũng là một bính nha. Xong rồi các bạn sẽ thực hiện, các bạn dời vào cái vị trí trên ở đây, các bạn dời vào. Rồi các bạn lên một bính. Sau đó các bạn cũng chừa một đoạn sợi nhỏ, rồi các bạn cắt sợi. Tiếp tục chúng ta sẽ sang cái phần màu sợi thứ ba nha. Chúng ta sẽ, đây chúng ta được cái phần hai vòng như thế này rồi. Tiếp tục chúng ta sang màu sợi thứ ba. Rồi các bạn cũng sẽ chọn cho mình một cái lỗ trống, thấy chưa, một cái chỗ trống nè. Rồi các bạn kéo sợi qua. Sau đó các bạn sẽ móc lên cho mình một bính trước. Đấy. Ở cái vòng này các bạn sẽ thực hiện vào những cái chỗ lỗ trống giữa các cụm như thế này nha. Rồi sau khi các bạn thực hiện lên một bính xong, các bạn sẽ thực hiện tiếp vào trong vị trí lỗ trống này cho mình là hai kép chung chân chung đầu. Chúng ta lưu ý là sẽ cặp cái sợi chỉ dư này vào luôn nha. Hai kép chung chân chung đầu, một lần nè, hai lần, còn ba sợi trên kim kéo qua hết. Đấy. Sau đó các bạn lên cho mình hai bính. Rồi ở cái chân tiếp theo các bạn sẽ thực hiện cho mình là ba kép chung chân chung đầu. Đây ở cái lỗ trống tiếp theo nè, các bạn thực hiện vào đây cho mình ba kép chung chân chung đầu, một lần, hai lần, ba lần, kéo qua hết, móc lên hai bính. Đấy. Vậy thì ở cái vòng này chúng ta sẽ thực hiện là
cụm 3 mũi kép chung chân chung đầu vào những cái lỗ trống ở dưới này, và giữa các cái cụm là hai mũi bính. Rồi chúng ta thực hiện tiếp nha, lấy sợi lên nè, đâm xuống lỗ trống nè, một lần lấy sợi đâm xuống lỗ trống, kéo qua hai sợi, lần thứ ba và đi qua hết 4 sợi trên kim, móc lên hai bính. Tiếp tục ở khoảng trống tiếp theo, cái chỗ nào có sợi chỉ dư á, các bạn sẽ cầm cặp nó theo luôn trong cái phần trong quá trình chúng ta móc nha. Một lần, hai lần, ba lần, kéo qua hết 4 sợi trên kim, móc lên hai bính. Đó, các bạn sẽ thực hiện như vậy cho mình hết cái vòng này nha. Rồi ở cái vòng này thì các bạn cũng sẽ làm cho mình đủ 16 cụm như vậy nha. Ở cụm cuối cùng các bạn cũng lên cho mình hai bính, rồi sau đó các bạn sẽ móc cho mình một mũi dời vào vị trí này. Rồi chúng ta đã xong cái vòng thứ ba. Tiếp tục các bạn cũng lên một bính, xong rồi kéo sợi ra một chút. Chút xong rồi chúng ta cắt. Rồi chúng ta sang cái màu sợi cuối cùng. Ở đây mình dùng màu sợi màu trắng nha. Các bạn cũng lựa chọn một cái vị trí lỗ trống. Ở cái vòng cuối cùng này chúng ta cũng thực hiện vào những cái lỗ trống này ha. Các bạn sẽ lấy sợi vào. Rồi các bạn sẽ móc lên đầu tiên cho mình là hai mũi bính. Trong cái vị trí này các bạn làm tiếp cho mình hai mũi nửa kép. Đây mình nói chậm lại, mũi nửa kép là các bạn sẽ lấy sợi lên nè, các bạn đâm vào trong vị trí lỗ trống, kéo sợi qua. Bây giờ có 3 cái sợi ở trên kim đúng không, các bạn kéo qua hết. Đây là cách chúng ta thực hiện mũi nửa kép á. Rồi tiếp tục các bạn thực hiện cho mình thêm một mũi bính. Rồi cụm này là hai mũi nửa kép và một mũi bính ha. Tiếp tục ở cái ô trống tiếp theo các bạn sẽ thực hiện cho mình 3 mũi kép đơn. Mũi kép đơn thứ nhất nè, mũi kép đơn thứ hai, mũi kép đơn thứ ba, lên một bính. Ở ô tiếp theo các bạn sẽ thực hiện cho mình 3 mũi kép đôi. Mũi kép đôi là các bạn sẽ lấy một vòng chỉ nè, hai vòng chỉ, sau đó các bạn đâm vào vị trí lỗ trống này, kéo sợi qua. Các bạn kéo qua hai sợi, các bạn tiếp tục kéo qua hai sợi nữa và hai sợi cuối cùng. Đây, làm lại cái mũi kép đôi nha. Một lần, hai lần, đâm vào chỗ trống, kéo sợi qua, qua hai sợi nè, qua hai sợi, qua hai sợi cuối cùng. Tiếp tục mũi kép đôi thứ ba nè, qua hai sợi, qua hai sợi, qua hai sợi nữa. Rồi sau khi đã có 3 mũi kép đôi rồi, các bạn sẽ lên tiếp cho mình hai bính, một bính, hai bính. Thực hiện tiếp trong vị trí cái lỗ này 3 mũi kép đôi nữa. Mũi kép đôi thứ 3. Vậy tức là trong cái vị trí lỗ trống này, các bạn sẽ thực hiện cho mình là 3 mũi kép đôi. Xong rồi hai bính, tiếp tục 3 mũi kép đôi. Được chưa? Rồi tiếp tục, ở vị trí lỗ trống tiếp theo các bạn sẽ thực hiện vào đây cho mình 3 mũi kép đơn. 1 2 3, lên một bính. Ở ô tiếp theo các bạn sẽ thực hiện cho mình 3 mũi nửa kép. Mũi nửa kép thứ nhất, mũi nửa kép thứ hai, mũi nửa kép thứ ba, lên một bính. Đó, các bạn thấy là bắt đầu nó có cái góc vuông rồi nè, nãy giờ. Rồi ở lỗ trống tiếp theo các bạn sẽ thực hiện vào đây cho mình là 3 mũi kép đơn. 1 2 3, lên một bính.
Rồi, tiếp tục ở lỗ trống tiếp theo, thực hiện vào đây cho mình 3 mũi kép đôi. Mũi kép đôi thứ nhất. Mũi kép đôi thứ hai. Mũi kép đôi thứ ba. Sau đó hai bính. Tiếp tục cũng trong vị trí này, 3 mũi kép đơn nữa. Xin lỗi, 3 mũi kép đôi nữa. 1 2 3. Rồi, tiếp tục sang cái lỗ trống tiếp theo là 3 mũi kép đơn. 1 2 3, lên một bính. Lỗ trống tiếp theo, 3 mũi nửa kép. Mũi nửa kép thứ nhất. Mũi nửa kép thứ hai. Mũi nửa kép thứ ba. Lên một bính. Lỗ trống tiếp theo, 3 mũi kép đơn. 1 2 3. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ lặp lại theo cái quy luật này, 3 mũi kép đơn, 3 mũi nửa kép, 3 mũi kép đơn. Thì tiếp theo nó sẽ là cái cụm này nè các bạn. Cái cụm này đang qua đây. Này. Đó, vậy thì tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện cái góc vuông 3 mũi kép đôi nè. Mũi thứ nhất rồi. Mũi thứ hai. Mũi thứ ba, lên hai bính. Tiếp tục 3 mũi kép đơn. Xin lỗi nhầm, 3 mũi kép đôi. Mũi kép đôi cuối cùng. Rồi. Tiếp tục các bạn sẽ thực hiện lỗ trống tiếp theo là 3 mũi kép đơn. 1 2 3, lên một bính. Lỗ trống tiếp theo, 3 mũi nửa kép. 1 2 3, lên một bính. Lỗ tiếp theo, 3 mũi kép đơn. 1 2 3, một bính. Rồi, chúng ta sẽ thực hiện cái góc vuông cuối cùng, 3 mũi kép đôi nè. 1 2 3. Ở giữa cái này là tiếp tục 2 mũi bính. Rồi tiếp tục 3 mũi kép đôi vào chung cái vị trí này luôn. 1 2 3. Đấy, chúng ta đã có được góc vuông cuối cùng. Rồi, ở cái vị trí lỗ trống cuối cùng này, các bạn thực hiện vào đây cho mình 3 mũi kép đơn. 1 2 3. Và sau đó cũng lên một bính. Và các bạn sẽ thực hiện dời cho mình vào vị trí chân này. Này. Các bạn lên một bính. Kéo sợi. Sau đó các bạn sẽ dùng kim thâu để chúng ta giấu cái phần sợi này vào phía sau mặt trái của sản phẩm. Các bạn sẽ siết chặt nó lại nha. Rồi chúng ta sẽ giấu vào phía sau của sản phẩm nha các bạn.
Đấy. Các bạn sẽ cắt đi những cái phần sợi thừa. Nếu như các bạn kỹ hơn thì các bạn có thể dùng bật lửa để các bạn hơ những cái này nha, tại sợi dệt của chúng ta nó cũng hay bị tưa đó các bạn. Đây, vậy là chúng ta đã thực hiện xong một cái mẫu miếng hình vuông như thế này. Ở cái mẫu này thì các bạn có thể, như mình đã nói đầu video, là các bạn có thể dùng cái lót ly nè, hoặc các bạn có thể kết nối lại để chúng ta làm thành một cái túi hoặc là một cái áo. Rồi, chúc các bạn sẽ thành công nha. Xin chào.